Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, tất cả bệnh viện, cơ sở y tế công lập của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt áp dụng giá viện phí mới dành cho những người không có thẻ bảo hiểm y tế theo thông tư 02/2017 của Bộ Y tế. Nghĩa là khi không có bảo hiểm y tế thì người bệnh sẽ phải thanh toán đủ 100% mức giá tối đa. Theo đó, khi người dân thành phố Hồ Chí Minh đi khám bệnh tại 322 trạm y tế phường xã, 70 bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn sẽ phải nộp viện phí theo quy định mới nhất. Khi đó, người đi khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế phải thanh toán 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh. Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm y tế trước đây khi khám ở bệnh viện hạng 1 chỉ đóng 20.000 đồng thì nay phải đóng đủ 39.000 đồng. Phẫu thuật lấy thai lần đầu chỉ đóng 2 triệu thì nay tăng lên 2,6 triệu. Phẫu thuật tim tăng từ 7 triệu lên hơn 16,5 triệu. Theo Bộ Y tế, việc thực hiện thông tư 02 nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn, hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn dân. Hiện nay cả nước còn gần 20% chưa tham gia bảo hiểm y tế.